Trong phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. U22 Việt Nam, thầy Park vui mừng vì đã có lời giải cho họng pháo sau lứa Tiến Linh Đức Chinh. Trọng tài FIFA gây tranh cãi nhất V-League bị kỷ luật. Đã có quang hải mới cho U22 Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đã có quang hải mới cho U22 Việt Nam. Vừa cùng với câu lạc bộ Bình Định đăng quang ở dạng nhất quốc gia 2020, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá cho U22 Việt Nam hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Hữu Thắng là một sản phẩm của lò đào tạo Viettel. Tài năng của cầu thủ gốc Huế này được khẳng định cách đây khoảng 4 năm. Hồi đó thì Hữu Thắng chính là một nhân tố quan trọng giúp cho tuyển U16 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U16 Đông Nam Á và thậm chí còn đi đến tứ kết giải U16 châu Á. Từ điểm tựa đó thì cầu thủ người Huế này đã liên tục ẵm các danh hiệu ở các giải bóng đá trẻ trong nước và quốc tế. Đến thời điểm bước vào sân chơi chuyên nghiệp, Hữu Thắng trở về thi đấu trong một đội bóng quê hương ở dạng nhất. Trong thành tích cán đích ở vị trí thứ 6 của câu lạc bộ Huế ở mùa giải năm ngoái, Hữu Thắng có đến 7 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Thuyền trưởng của câu lạc bộ Huế khi đó dành lời khen ngợi cho cậu học trò. Hữu Thắng có lối chơi đầy thông minh và bỏ cậu ấy vào vị trí nào thì cũng nhảy được. Tôi mừng khi tài năng của Thắng được các đội mạnh có tham vọng ghi nhận và được mời về thi đấu cho mục tiêu giành suất thăng hạng. Giữa chuyên môn và người hâm mộ đánh giá, Hữu Thắng có nhiều điểm tương đồng với một ngôi sao bóng đá Việt Nam hiện tại, đó là Nguyễn Quang Hải. Xuất phát điểm của cả hai đều từ giải hạng nhất quốc gia, cùng có thể trạng không quá cao lớn và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc đá cánh. Được đào tạo trong một những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của Việt Nam, Hữu Thắng sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và có những pha đi bóng đầy đột biến. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo từng gọi anh lên đội U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy nhiên thì do anh đã cùng vị trí với ngôi sao bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải nên không thể cạnh tranh được vị trí đó. Chính vì vậy mà anh đã không có tên trong danh sách đội U22 Việt Nam lên đường sang Philippines chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games sau nhiều năm chờ đợi. Hồi đầu năm nay, thầy Park điền tên anh vào danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan. Đây là một giải đấu thất bại của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo do đã sớm bị loại ngay sau vòng bảng. Mùa giải hạng nhất quốc gia năm nay, Bình Định với mục tiêu cao là giành suất thăng hạng đã chiêu mộ nhiều cái tên chất lượng để hiện thực hóa mục tiêu này và Hữu Thắng là một trong số đó. Với kỹ thuật cá nhân cực tốt, Hữu Thắng đã nhanh chóng chinh phục được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Bình Định. Anh mất không quá nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của câu lạc bộ mà cựu cầu thủ thể công đang xây dựng. Ở đội bóng Bình Định, Hữu Thắng được ra sân đá chính 14 trận. Anh sở hữu 9 đường kiến tạo và 6 pha lập công. Tài năng trẻ của Viettel đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, góp công giúp cho Bình Định giành vé lên chơi ở V-League 2021. Bất chấp việc thi đấu ở giải hạng nhất, Hữu Thắng đã được ra sân thi đấu thường xuyên và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ở đợt tập trung này, Hữu Thắng cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách U22 Việt Nam. Không thể cùng U22 Việt Nam giành chiến tích lịch sử ở SEA Games 30, cầu thủ gốc Huế này không cho phép bản thân thêm một lần nữa lỡ hẹn ở sân chơi khu vực. Đặc biệt là SEA Games 31 sẽ được tổ chức trên sân nhà, càng tiếp thêm động lực cho Hữu Thắng nỗ lực hơn để thuyết phục huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm trụ lại trong danh sách cuối cùng. U22 Việt Nam, thầy Park vui mừng vì đã có lời giải cho họng pháo sau lứa Tiến Linh và Đức Chinh. Cầu thủ trẻ Trần Danh Trung đang là cái tên rất đáng chú ý trên hàng công của U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Vị trí tiền đạo của U22 Việt Nam đang là một trong những vấn đề khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu nhất khi mà ở V-League các tiền đạo nội không có nhiều đất dụng võ. Trong đợt tập trung lần này, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel là Trần Danh Trung đã có mặt và vừa hội quân với U22 Việt Nam vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Trên thực tế, Viettel còn một trận đấu sống còn với Sài Gòn vào ngày 8 tháng 11 tới đây để quyết định ngôi vương ở V-League năm nay. Tuy nhiên, huấn luyện viên Việt Hoàng lại quyết định để cho hai cựu học trò cưng là Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng hội quân sớm. Điều này đồng nghĩa với việc là cầu thủ gốc Huế sẽ không cùng câu lạc bộ của mình chạm tới cánh cửa thiên đường với chiếc vô địch đầu tiên nếu giành được chiến thắng. Danh Trung sở hữu lối chơi rất đặc biệt khi có tầm hoạt động rộng, lối chơi ít chạm, cùng với đó là khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan khiến cho anh được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý. Thậm chí khi cần thiết thì cầu thủ gốc Huế hoàn toàn có thể đẩy xuống chơi như một hộ công nhờ vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng với tư duy chiến thuật tốt. Trong những ngày đầu lên hội quân với U22 Việt Nam, Danh Trung đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tận tình chỉ bảo. Ông thầy người Hàn Quốc theo dõi, quan sát từng động tác của Danh Trung. Bên cạnh đó, thầy Park còn đích thân thị phạm các động tác bật nhảy, đánh đầu cho cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Viettel.
Bên cạnh Danh Trung, ở đợt tập trung lần này, vị chiến lược gia 53 tuổi còn triệu tập thêm 5 cái tên khác ở vị trí tiền đạo là Nhâm Mạnh Dũng của Viettel, Nguyễn Hải Long của Than Quảng Ninh, Võ Nguyên Hoàng của Sài Gòn, Mai Xuân Quyết của Nam Định và Việt Cường của Bình Dương. Trọng tài FIFA gây tranh cãi nhất V-League bị kỷ luật. Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã không được làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn với Viettel do ông đã mắc lỗi nhận định trong chiến thắng 3-2 của câu lạc bộ Bình Dương trước Hoàng Gia Lai hôm 3 tháng 11. Ban trọng tài VFF mới đây đã xác nhận về trường hợp kỷ luật của trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân. Ông Lân đã bỏ qua một quả phạt đền ở phút 63 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng Phú Núi. Khi đó, tiền vệ Phan Thanh Hậu có bóng trong vòng cấm và bị Nguyễn Trần Việt Cường đốn ngã. Trọng tài Lân đứng gần có góc quan sát tốt nhưng đã nhận định không có lỗi trong pha bóng này. Thanh Hậu phản ứng mạnh và bị phạt một thẻ vàng. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu giữa hai đội. Nếu Hoàng Gia Lai hưởng phạt đền và ghi bàn thì tình thế của họ đã khác. Bởi lẽ sau đó chủ nhà Bình Dương dồn lên và ghi liền hai bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Cuộc chơi khắc nghiệt nên các bạn có thể thấy trọng tài giỏi nhất cũng có lúc sởi chân. Trọng tài Lân bắt nhiều trận rất tốt ở mùa này. Tuy nhiên, trận này không có gì khó nhưng đã sai thì phải phạt. Đây cũng là điều đáng tiếc, lãnh đạo ban trọng tài cho biết. Theo lịch phân công trọng tài ở vòng đấu cuối cùng, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ điều khiển trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn với Viettel vào ngày 8 tháng 11. Vì án kỷ luật này mà ban trọng tài VFF đã phân công trọng tài Nguyễn Ngọc Châu của Bình Dương thay thế. Đại diện ban trọng tài cũng tỏ ra rất tiếc nuối khi trọng tài tốt nhất không thể làm việc ở trận đấu then chốt, ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch V-League. Ông Ngô Duy Lân sinh năm 1984 ở Long An, đạt cấp FIFA năm 2019 và chuẩn Elite năm 2020. Hiện tại, ông là trọng tài số 1 Việt Nam. Với án kỷ luật này, mùa giải xem như khép lại với vị trọng tài 36 tuổi. Ông Lân khó cạnh tranh danh hiệu chiếc còi vàng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trọng tài người Long An vẫn được đánh giá là có chuyên môn và đạo đức tốt. Mới đây nhất, những hình ảnh đầu tiên về thiệp mời đám cưới của công phượng Minh Phiên được chia sẻ. Theo đó, địa điểm tổ chức đám cưới là Game Center, nơi tổ chức tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài Gòn. Đáng chú ý là độ bảo mật của đám cưới được yêu cầu ở mức rất cao. Số lượng khách được cặp đôi ghi rõ ràng trên thiệp mời, đồng thời họ phải có thẻ từ để quét mã mới được vào trong. Ngoài ra, các khách mời đám cưới cũng được đề nghị quét mã QR hoặc là để lại thông tin của mình vào một website. Bên ban tổ chức sẽ gửi cho họ những hình ảnh chuyên nghiệp được chụp trong bữa tiệc. Đây là một đám cưới của cầu thủ được bảo mật ở mức cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.